The Shine và Sob được khen ngợi nhiệt liệt sau khi chấm dứt chuỗi bất bại của V5. Weibo Gaming của Sob bước vào trận đấu gặp Victory 5 với muôn vàn khó khăn, khi ở trận gần nhất, họ vô cùng vất vả mới vượt qua được Bilibili. Thậm chí không có nhiều khán giả, kể cả người hâm mộ của Weibo có thể tin tưởng vào một chiến thắng cho Sob và đồng đội. Đơn giản là phong độ của Victory 5 đang quá cao và họ đã kéo chuỗi bất bại lên đến con số 9 tính đến trước khi trận đấu này diễn ra. Nhưng thực tế lại khác xa với tưởng tượng của nhiều người. Weibo lại là đội vươn lên dẫn trước sau ván 1. Dù hai bên liên tục có những pha xử lý lỗi, nhưng trong một ngày mà các tuyển thủ Weibo tập trung hơn so với đối phương, họ đã có được thắng lợi và vươn lên dẫn trước khá thuyết phục. Nhưng V5 cũng cho thấy bản lĩnh của đội đang là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch LPL cùng suất dự chung kết thế giới năm nay. Các thành viên V5 đã thể hiện sự áp đảo và gỡ hòa ván 2. Nhưng sang ván đấu quyết định, The Shy lại hóa thần. Anh cùng Sob và các đồng đội đã mang về chiến thắng cuối cùng, chấm dứt chuỗi bất bại của người đồng đội cũ Rookie ở con số 9. Trying to chase him down though, he's about to turn Mega. No flash available, I don't think he escapes this one. Rookie doesn't have any mana though, drops a soldier, turns Mega! The Shy actually gets away with it again! Can you ever shut this man down? He's going for it! He's going for it, man! No way! No way! The Shy! 2v1! He doesn't give a monkey's. Now gonna go for a dive onto Garza. No way did he pull this off. He gets the double kill. The Shy is simply unbelievable. Chứng kiến Weibo giành chiến thắng trước một đối thủ cực kỳ nặng ký như V5, cộng đồng LPL nói riêng và người hâm mộ Liên minh Thế giới nói chung đã chia 5 x 7. Có người vui vì chiến thắng của đội, thì cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự khó hiểu tại sao Weibo không thi đấu tập trung như thế trong các trận trước. Ngoài ra, Sob và The Shy là hai tuyển thủ được khen ngợi nhiều nhất vì màn trình diễn xuất sắc vừa qua. Luôn cảm thấy hay ho khi xem Weibo đánh, nhất là The Shy, kể cả khi họ không đánh nghiêm túc chút nào. Sob luôn là khắc tinh của Kasa kể từ sau chung kết thế giới 2020. Cậu ấy đã thắng Kasa 4/5 lần đối đầu kể từ đấy. Chiến thắng trước Victory 5 không chỉ giúp Weibo Gaming phần nào cải thiện thành tích trên bảng xếp hạng, mà quan trọng hơn chính là mang tới niềm tin cho người hâm mộ cùng chính các tuyển thủ. Hành trình của Weibo tại LPL mùa hè năm nay vẫn còn dài và các tuyển thủ sẽ cần giữ sự tập trung ở tất cả các trận đấu còn lại nếu muốn giành được suất dự chung kết thế giới sắp tới. Yeah, nobody in theory, but I will say, Angel has not exactly been playing at max range. I'll tell you who is though, the Shy is playing at max range as he goes for a dive on the bottom side. He's gonna gnaw out.